Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Chiều ngày 15 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA phát đi thông tin khẳng định đã hoàn thành đấu giá 11 biển số xe siêu đẹp, đấu giá được chốt ở mức 82,3 tỷ đồng. Biển số đẹp thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức đấu giá kỷ lục 32,34 tỷ đồng. Hai biển số ở Hà Nội 30K 555 55, 30K 56789 được khách hàng trả lần lượt 14,12 tỷ đồng và 13,075 tỷ đồng. Các biển số ở địa phương khác có kết quả đấu giá từ 650 triệu đồng đến 4,27 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai phiên đấu giá biển số đẹp được tổ chức. Lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 8 phải tạm dừng do yếu tố kỹ thuật. Hình thức đấu giá biển số ô tô được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá cần truy cập trang web dgbs.vpa.com.vn để đăng ký tài khoản và lựa chọn biển số theo ý muốn. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dân có thể tìm kiếm biển số muốn đấu giá theo tỉnh thành, loại xe và dãy số cụ thể. Hiện trên trang web đấu giá biển số ô tô đã được niêm yết hơn 153.000 biển số của 63 tỉnh thành để người dân lựa chọn đăng ký đấu giá. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, người dân cả nước có thể tham gia đấu giá biển số qua mạng Đồng thời, họ được đấu giá giải biển số của toàn bộ 63 tỉnh thành mà không bị giới hạn bởi nơi thường trú hoặc đặt trụ sở cơ quan. Mỗi người được quyền đấu giá số lượng biển số không hạn chế. Người đã có hoặc chưa có ô tô đều được tham gia đấu giá. Người đấu giá có thể nhờ người khác thao tác thay bằng tài khoản của mình nhưng phải đảm bảo đúng thông tin. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người tham gia đấu giá có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu hợp lệ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khi đăng ký tham gia đấu giá một biển số, trang đấu giá sẽ xuất hiện mã QR để người dân nộp tiền hồ sơ là 100.000 đồng và tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, hình thức này để hạn chế tình trạng đăng ký ảo ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đấu giá. Người tham gia nhưng không trúng đấu giá sẽ được trả lại tiền cọc trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến. Đồng thời, người dân còn có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước nếu có thay đổi về giá khởi điểm số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và gửi qua email dgbsa.vpa.com.vn hoặc truyền phát trực tiếp về công ty đấu giá hợp danh Việt Nam trước 3 ngày tổ chức cuộc đấu giá. Sau khi nộp tiền thành công, người có nhu cầu đấu giá sẽ chờ đến thời gian đấu giá biển số mình đã chọn để tham gia. Mỗi biển số sẽ được đấu giá trong phiên kéo dài 60 phút. Cục cảnh sát giao thông cho hay, khi bắt đầu vào phiên đấu giá, người tham gia sẽ được trả giá theo mỗi bước giá là 5 triệu đồng. Số bước giá của mỗi lần trả không bị giới hạn. Khi hết 60 phút, người trả giá cao nhất sẽ trúng đấu giá biển số đó. Trong vòng 12 tháng, họ phải đăng ký gắn biển số với phương tiện. Trong trường hợp bất khả kháng thì được gia hạn không quá 6 tháng. Sau thời hạn này, biển sẽ được chuyển vào kho và người trúng đấu giá không được hoàn trả tiền đã nộp những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại